học đã chứng minh rằng 73% các vấn đề về lưng của phụ nữ thường đến từ quần áo và phụ kiện mà họ mang. Nhiều đồ vật trong tủ quần áo trông như vô hại nhưng lại là kẻ thù đối với sức khỏe. Video này của Blog Đẹp sẽ cùng các bạn khám phá 10 loại quần áo và phụ kiện hàng ngày có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Hãy cùng theo dõi tiếp nhé! 1. Quần jean bó sát. Dưới ảnh hưởng của độ nén, những loại quần jean bó sát được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn hiện nay. Tuy nhiên, loại trang phục này lại là mối đe dọa thực sự đối với sức khỏe của bạn. Chúng có thể gây ra nhiều vấn đề, bao gồm lưu thông máu kém, giãn tĩnh mạch và thậm chí là tiêu hóa chậm. Hơn nữa, do đặc tính quần bó sát sẽ gây ra áp lực vào dây thần kinh đùi, có thể gây tê và đau ở đùi. Vì vậy, khi lựa chọn quần jean, hãy đảm bảo rằng chúng không chỉ làm nổi bật đường cong của bạn mà còn an toàn cho sức khỏe của bạn nhé. 2. Bông tai và dây chuyền to bản. Theo các nghiên cứu gần đây, 20% khuyên lỗ tai đều dễ bị nhiễm khuẩn. Thêm vào đó, nếu quá trình xỏ khuyên tai không chính xác thì vết thương rất dễ bị nhiễm trùng. Việc sử dụng bông tai lớn và nặng sẽ gây tổn thương hoặc là rách tai, thậm chí phải phẫu thuật thẩm mỹ để tạo hình lại. Tương tự với khuyên tai thì dây chuyền to bản nặng có thể gây đau cổ và căng cứng cổ khó điều trị. 3. Dép tông. Mặc dù đây là một phụ kiện thiết yếu mà bạn hay sử dụng trong mùa hè, đặc biệt là khi đi du lịch biển, nhưng nó không được an toàn như bạn nghĩ đâu nhé. Loại giày dép này khi mang có thể gây sức trên bàn chân và dễ dàng bị nhiễm bệnh. Hơn nữa, dép tông khiến gót chân chạm đất với nhiều lực hơn, có thể gây ra sự khó chịu và đau lưng. 4. Cà vạt. Phụ nữ không phải là những người duy nhất mà gặp rắc rối với quần áo. Theo một nghiên cứu của Đại học Cornell, 67% nam giới mua áo sơ mi nhỏ hơn cổ của họ. Kết quả là những chiếc áo sơ mi nhỏ và các nút thắt chặt của cà vạt làm giảm lưu thông máu, gây đau đầu, hạn chế vận động cổ và tăng sức căng cơ ở lưng và vai. 5. Giày cao gót. Theo một nghiên cứu gần đây nhất, các nhà nghiên cứu tại Đại học Auburn đã kết luận rằng phụ nữ có vấn đề về chân hơn 4 lần so với đàn ông. Đau khớp, sẹo lồi, chấn thương mắt cá chân, viêm xương khớp và tổn thương thần kinh. Nếu bạn đang gặp bất kỳ vấn đề nào trong số này, rất có thể do đôi giày cao gót mà bạn yêu thích. Giày cao gót càng cao và hẹp thì tình trạng này càng tồi tệ hơn. Vì vậy, cố gắng hạn chế thời gian mang giày cao gót và nên ưu tiên đi giày đế bệt để chân được thoải mái hơn, nhất là khi đi bộ đường dài. 6. Váy bút chì. Váy bút chì hoặc là váy ống sẽ khiến đôi chân của bạn quá gần nhau. Vì vậy, dễ có khả năng gây mất thăng bằng và ngã. Nó gây hạn chế tất cả các cử động của bạn, từ đi bộ, xe máy đến xe hơi. Nhưng điều tồi tệ nhất là các chứng bệnh về cơ và dị dạng đầu gối. Vì thế, hãy lựa chọn những chiếc váy bút chì mà mặc lên bạn cảm thấy dễ chịu và đứng lên ngồi xuống thoải mái nhất nhé. 7. Túi sách cực lớn. Phụ nữ thường có thói quen cho tất cả mọi thứ vào túi sách. Tuy nhiên, việc mang quá nhiều trọng lượng trên một vai có thể gây đau cơ và tổn thương xương khớp. Nếu bạn không thể bỏ túi sách size lớn yêu thích của mình, thì hãy cố gắng không lấp đầy nó bằng những thứ không cần thiết, chỉ mang theo những gì mà bạn thực sự cần. 8. Áo ngực sai kích cỡ. Việc bạn lựa chọn kích cỡ áo ngực sai hoặc là áo ngực có chất lượng kém có thể gây ra nhiều vấn đề như là đau lưng, vai và đau cổ sống. Vì thế, trước khi mua áo ngực, bạn nên thử nó trước khi rời cửa hàng và đảm bảo mua chiếc vừa vặn, thoải mái nhất nhé. 9. Quần chíp dây. Loại quần áo tiếp theo mà có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn gọi tên quần chíp dây. Quần chíp dây có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như là sưng tấy, gây kích ứng da. Vì vậy, cố gắng không nên mặc loại quần này một cách thường xuyên, đặc biệt là vào mùa hè. Nếu bạn chọn, hãy chọn loại quần chíp dây vải 100% cô tông. 10. Đồ lót tạo hình cho cơ thể. Shapewear là tên gọi chung của loại quần áo lót có tác dụng tạo hình theo ý muốn của người mặc. Phần lớn là những bộ đồ lót giúp tạo đường cong và làm phẳng bề mặt lớp mỡ thừa cho cơ thể của phụ nữ. Tuy nhiên, chúng cũng là một nguyên nhân gây ra tình trạng khó thở, đau cơ và các vấn đề về tuần hoàn máu do sử dụng không đúng kích cỡ hoặc là các sợi dây siết quá chặt vào cơ thể. Vì vậy, hãy luôn chọn bộ đồ lót định hình đúng kích cỡ và chất liệu thoải mái nhất bạn nhé. Vậy bạn đã biết 10 món đồ thời trang quen thuộc nhưng có thể gây tổn hại đến sức khỏe của bạn nếu không dùng đúng cách. Biết rằng chúng đều là những trang phục và phụ kiện cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, nhưng hãy biết cách sử dụng đúng cách và hợp lý để chúng phát huy tối đa chức năng của nó nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy những thông tin làm đẹp mà Blog Đẹp vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video bên trái và bên phải của màn hình nhé.